Bạn chào mừng quý vị và các bạn đến với Học Bơi Hà Nội Cô Như Ý, website dạybơi.vn, hotline 0981123345. Như các bạn đã biết thì ở các video trước, trung tâm đã hướng dẫn cho các bạn tổng thể về các kỹ thuật bơi cũng như là các lỗi chỉnh sửa trong quá trình mà các bạn tập bơi mắc phải. Tuy nhiên thì ở video này, trung tâm sẽ muốn hướng dẫn cho các bạn về vấn đề đuối nước, phòng chống đuối nước. Đấy, tại vì như các bạn đã biết thì bất cứ ai là cũng có nguy cơ bị đuối nước cả. Bao gồm đó là những người mà chưa bơi được này, biết bơi hoặc là bơi tốt rồi thì đều cũng có thể bị đuối nước các bạn nhé. Vậy thì hôm nay trung tâm sẽ triệt để hóa cho các bạn về vấn đề phòng tránh đuối nước, đi từng nấc thang một nhé, để cho các bạn hiểu rõ hơn. Thì bắt đầu với lại những cái bạn mà chưa biết bơi. Cái sự hình thành suy nghĩ của các bạn là khi mà các bạn nghĩ rằng là chưa biết bơi thì các bạn phải dùng những cái phao bơi. Đấy, phao hỗ trợ an toàn, ví dụ như là phao tay, phao lưng hay là phao tròn giống kiểu lốp xe hoặc là áo phao là các bạn đã an toàn. Và cũng nhiều bạn cũng nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần đứng ở mực nước nông thôi là chúng ta cũng đã an toàn rồi. Nhưng thực chất hóa thì không phải các bạn nhé. Như các bạn đang thấy đây là một số phao hay dùng. Đây nó là phao tay lăn nhé. Phao tay lăn này thì các bạn chỉ cần thổi hơi lên và các bạn lăn vào cái phần bắp tay của mình là được, giống như thế này. Đấy, lăn vào hai cái là như thế này được. Hoặc là phao tiếp theo đó là cái phao lưng nhé, thì các bạn có thể đeo vào lưng. Đấy, các bạn đeo vào lưng là được nhé. Và cái phao này thì nó hỗ trợ cho cái phần thân của bạn nổi ở trên mặt nước như thế này. Hoặc là các bạn có thể dùng cái phao hình tròn, nó giống như kiểu là cái lốp xe các bạn. Phao này thì các bạn có thể choàng vào người là được thôi. Đấy, như thế này, cái phao này thực ra là ở bể bơi hay ở biển thì đều có sẵn cả. Và tiếp theo là phao dây, hay nước ngoài người ta gọi là nút đồ đấy ạ. Còn thứ hai nữa là phao trái tim. Thì cái phao dây thì các bạn có thể kẹp vào nách, và phao trái tim thì bạn có thể cầm đỡ đằng trước là được. Hoặc là cái áo phao thông dụng như thế này. Nhưng như tôi nói rồi đấy, phao thôi vẫn chưa an toàn. Tại vì sao chưa an toàn? Vì những cái phao mà có hơi ấy, thì nó có thể xì hơi ra bất cứ lúc nào, đúng không ạ? Nó giống như quả bóng mình bị châm kim ấy, thì nó xì hơi ra ngay. Hoặc những cái chiếc áo phao như thế này, nếu mà các bạn chưa biết bơi gì, khi mà các bạn nằm chơi là cái người của bạn nó sẽ bị nổi bành lên, và lúc mà các bạn đứng là các bạn đứng không được. Đấy, đúng không ạ, rất là khó đứng lên khi mà các bạn nằm ngang ra như thế này. Đây, những cái phao như thế này thì các bạn ví dụ sóng đánh hay gì đấy là các bạn dễ bị tụt xuống như thế này. Đấy, cũng rất là nguy hiểm nhé. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì? Thì các bạn lưu ý này, đầu tiên là chúng ta phải tập đó là nhịp thở. Dù các bạn chưa biết bơi thì các bạn phải nên nhớ này, lần đầu tiên chúng ta xuống nước là chúng ta phải biết thở như nào cho đúng. Và bài tập này chúng ta có thể tập ở nhà, tập ở chậu nước, tập bất cứ chỗ nào, được chưa ạ? Các bạn lưu ý này, lấy hơi bằng miệng và thở ra mũi. Tại vì khi mà các bạn bơi ấy là các bạn nhỡ mà nước vào mũi hoặc là các bạn bị chìm xuống sang nước là các bạn sẽ bị hoảng loạn ngay. Vì là các bạn không biết cách thở, mà nếu như thở trên cạn là các bạn hít vào mũi và thở ra mũi là các bạn bị sặc nước liền. Vậy thì các bạn nhớ là ở dưới nước là gì? Chúng ta phải lấy hơi bằng miệng và thở ra bằng mũi. Được chưa ạ? Lấy hơi bằng miệng và thở ra bằng mũi. Chúng ta phải ít nhất là chúng ta phải biết cách thở như thế này. Đấy, thì chúng ta mới phòng tránh đuối nước được. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải biết là chúng ta đang bơi ở chỗ độ sâu như thế nào. Đấy, ví dụ như là độ sâu ngang ngực, và chúng ta phải làm những cái gì. Đấy, thì khi mà chúng ta độ sâu an toàn rồi, bắt đầu chúng ta sẽ tập cách đứng lên. Tại vì tôi khẳng định với các bạn là khi mà các bạn nằm nổi ấy, đấy, và khi mà các bạn chuẩn bị hết hơi hoặc các bạn cảm thấy khó chịu là các bạn dễ gây ra những cái hiện tượng hoảng loạn, và gần như là các bạn sẽ không đứng lên được. Vì ở dưới nước nó có áp lực và lực cản của nước, các bạn sẽ không bao giờ đứng lên được, và nó sẽ rất dễ gây ra những hiện tượng chơi với như thế này. Đấy, lúc mà các bạn không biết đứng lên là hoặc là áp lực nước như này, các bạn đứng lên cũng rất là khó, thực ra là không được. Vậy thì chúng ta phải học những cái động tác mà đứng lên nhé. Cái động tác cuộn gối đứng lên này thì chúng tôi đã hướng dẫn tương đối nhiều rồi, nếu mà bạn nào chưa biết thì các bạn có thể quay trở lại kênh nhé. Đấy, bạn lưu ý này, mở tay cuộn gối sau đó ấn tay đứng xuống là được. Đấy,
mở tay cuộn gối ấn tay. Đấy, vậy là các bạn đã an toàn, có nghĩa là các bạn sẽ sơ khai là các bạn đã phòng tránh được đuối nước cho chính bản thân của mình rồi. Còn nhiều bạn thì nói là nhỡ rơi ở chỗ sâu thì sao, đột ngột rơi ở chỗ sâu thì sao? À thì rất là đơn giản thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến tình huống đấy nhá. Thì các bạn nhớ, thứ nhất đó là nhịp thở, và nhớ này, các bạn phải hít thở được và các nhớ rằng là cái lá phổi của chúng ta như quả bóng, đủ hơi nó nổi, hết hơi nó chìm. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ra tình huống ở chỗ sâu mà khi mà các bạn rơi xuống nhé. Các bạn rơi xuống như này nhé, đúng không? Các bạn bị chìm thì các bạn nhớ này, hít một hơi, trong quá trình mà rơi xuống là các bạn hít đủ hơi cho mình, đợi cơ thể nổi lên, sau đó thì các bạn dang rộng chân rộng tay ra. Đấy, đạp lên lấy hơi, sau đó lại để chìm xuống tự nhiên. Khi mà trong quá trình lên lấy hơi ấy, các bạn lúc đấy các bạn hô cứu thoải mái không vấn đề gì, sau đó các bạn lại đợi nổi lên là được. Đấy, lại tiếp tục các bạn làm như thế, các bạn hiểu ý mình chưa? Nhắc lại nhé, lấy hơi, đợi cơ thể nổi lên, sau đó mình làm lại. Đấy, hít. Đấy, khi mà các bạn ngoi lên rồi, các bạn chỉ cần hô cứu cứu chẳng hạn như thế, đợi người đến cứu. Các bạn có thể như thế này cả ngày cũng được, chẳng vấn đề gì cả. Còn những bạn mà bơi tốt rồi thì các bạn nhớ này, các bạn phải bắt buộc các bạn phải học 3 kỹ năng cho mình. Thứ nhất đó là nhún nhảy, thứ hai là đứng nước, và thứ ba là nằm nổi. Tại vì 3 kỹ năng này giúp cho các bạn an toàn và phòng tránh được đuối nước. Đây là đối với những bạn mà mới đã bơi được rồi nhé. Đây nó là bài tập nhún nhảy nằm trong cái khoa học bơi cơ bản ban đầu nhé. Thì cái kỹ thuật nhún nhảy này, các bạn độ sâu từ 2 mét rưỡi đổ xuống là các bạn có thể làm thoải mái này. Đấy, thì những bạn mà bơi tốt rồi các bạn phải đáp ứng 3 yêu cầu này nhé. Nhún nhảy này, đây là một trong những bài tập an toàn. Thứ hai là động tác đứng nước này. Các bạn đứng nước này. Đấy. Tất cả những kỹ thuật này trung tâm đã hướng dẫn cho các bạn rất là kỹ ở trong kênh rồi. Các bạn vào tham khảo, nếu mà bạn nào chưa làm được thì các bạn có thể quay trở lại kênh để học nhé. Rồi, thứ ba là kỹ thuật nổi ngửa này, có nghĩa là nằm nổi ngửa. Đấy, có nghĩa là đề phòng những khi mà các bạn bị mệt quá chẳng hạn như thế, nên các bạn có thể nằm nổi ngửa như này. Thì đối với những bạn bơi được rồi ấy, các nhóm cơ của bạn bắt đầu nó lỏng lẻo rồi ấy, thì các bạn có thể nằm nổi ngửa như này. Nếu bạn nào hơi chìm thân thì các bạn hơi vẫy nhẹ chân một tí thôi là tự động là cơ thể của các bạn nổi lên. Thì đây nó là 3 kỹ năng an toàn cho những bạn bơi được để phòng tránh đuối nước. Còn những bạn bơi tốt rồi, các bạn lưu ý này, các bạn phải nhớ cho chúng tôi những cái kỹ thuật, đó là ví dụ như những kỹ thuật bị khi mà các bạn bị chuột rút ấy. Tại vì chuột rút nó có hai vấn đề, một là khi mà có nghĩa là chuyển đổi môi trường từ vận động nhẹ sang vận động mạnh. Đấy, chẳng hạn như thế, đột ngột thì nó sẽ gây ra hiện tượng chuột rút, hoặc là khi mà các bạn bơi mỏi quá, mệt quá thì cũng gây ra những cái hiện tượng bị chuột rút. Được chưa ạ? Vậy thì chúng ta phòng tránh nó như thế nào? Thì khi mà đa phần là chuột rút là hay ở gam bàn chân của mình với lại bắp chân. Thì khi ở gam bàn chân thì các bạn có thể bẻ giật mạnh lên, dùng tay cầm vào ngón chân của mình bẻ giật mạnh lên là được, giống như thế này. Đấy, các bạn đan hai tay vào nhau mà dùng lực thật là mạnh vào, các bạn bẻ giật mạnh một cái, bẻ giật mạnh lôi về người một cái là được. Còn nếu mà ví dụ như các bạn bị chuột rút bắp chân ấy, thì các bạn cố gắng co lên một chút và đạp thật mạnh ra. Đấy, đạp gót chân ấy, đạp mạnh ra là được các bạn nhé, lưu ý là như thế. Nhiều bạn cứ bơi tốt rồi chủ quan cố bơi là nó sẽ gây ra những hiện tượng chuột rút, nên là đuối nước nó là chuyện rất là bình thường thôi. Nên các bạn lưu ý nhé, đối với những bạn mà chưa bơi được này, biết bơi rồi này, những bạn bơi tốt rồi thì lưu ý những cái vấn đề đấy cho mình nhé. Các bạn cố gắng ghi nhớ để cho mình an toàn hơn nhé. Nếu có vấn đề gì thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp thông qua số hotline 0981123345, hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website của chúng tôi daiby.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Học bơi Hà Nội Quân Nhí xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.